Tiểu sử Midu, hé lộ xuất thân và sự nghiệp của nữ diễn viên xinh đẹp nhất showbiz miền Nam. Midu, tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung. Cô sinh ngày 5 tháng 10 năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô là một nữ diễn viên, giảng viên, người mẫu ảnh, kiêm doanh nhân người Việt Nam. Cô là cựu sinh viên của trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại là giảng viên cho bộ môn thiết kế thời trang tại trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Midu sinh ra trong một gia đình có hai chị em, có bố là một công an nhân dân, mẹ ở nhà làm nội trợ. Em trai của Midu tên thật là Đặng Trung Hiếu, sinh năm 1995. Midu từng cho biết cô có niềm đam mê là làm diễn viên và kinh doanh. Midu từng theo học tại trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám và là từng là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi văn của trường và tham gia kỳ thi học sinh giỏi văn cấp thành phố. Sau đó, cô học trường Trung học phổ thông Gia Định. Suốt 12 năm, Midu luôn đạt học sinh giỏi. Năm 2008, cô đã xuất sắc đỗ á khoa của trường Đại học Kiến trúc, chuyên ngành thiết kế thời trang và theo học tại ngôi trường này. 2 năm sau, khi đoạt giải quán quân của cuộc thi Miss Teen, khi đó Midu 19 tuổi và cô đã dấn thân vào kinh doanh cửa hàng thời trang. Sau đó, vì đam mê công việc nên cô đã không còn thời gian học tập. Cuối cùng, cô đã nộp đơn xin bảo lưu 1 năm vào hè năm 2. Midu bắt đầu đóng phim từ năm 2009. Bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp của mình là bộ phim Những Thiên Thần Áo Trắng của đạo diễn Lê Hoàng. Trong phim cô vào vai Ngọc, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, thông minh và lanh lợi. Ngày 30 tháng 10 năm 2013, Midu chính thức nhận tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang của trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Midu từng xúc động và chia sẻ: "Đây là niềm vui và hạnh phúc rất lớn đối với Midu. Vì sau bao nhiêu năm miệt mài trên giảng đường đại học, Midu cũng đã hoàn thành giấc mơ của mình. Cũng từ đây, Du sẽ có thêm niềm tin và động lực để bắt đầu một hành trình mới nhiều thử thách hơn khi bước vào đời và chinh phục những khó khăn của cuộc sống." Về sự nghiệp nghệ thuật của Midu, năm 2007, Midu đã giành được ngôi vị quán quân trong cuộc thi Hot Vetting, khởi đầu cho sự nghiệp của mình. Năm 2016, Midu đoạt giải thưởng Ngôi Sao Xanh với hạng mục nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất. Năm 2017, Midu đã giành giải Cánh Diều Vàng với hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc trong bộ phim Mẹ Chồng. Hiện tại, ngoài việc tham gia hoạt động nghệ thuật, cô còn điều hành cửa hàng thời trang Midu Boutique tại đường Võ Văn Tần tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2017, Midu khai trương khu tổ hợp ăn chơi Zone 87 nằm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với số vốn đầu tư khoảng 15 tỷ đồng, cô tiết lộ. Từ tháng 5 năm 2017, Midu đã nhận lời tham gia công tác trợ giảng tại trường Đại học Hutech với vai trò là hướng dẫn bộ môn đồ án xử lý chất liệu thời trang cho sinh viên ngành thiết kế thời trang. Sau đó, Midu đã được giữ lại làm giảng viên mỹ thuật công nghiệp tại trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 22 tháng 11 năm 2020, cô chính thức trở thành CEO của thương hiệu mỹ phẩm Du Cosmetic do cô tự gây dựng. Được biết, số vốn ban đầu đầu tư là 10 tỷ đồng và cô đã ấp ủ dự án này trong vòng 3 năm. Hiện nay, văn phòng của cô tọa lạc tại số 252 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Midu từng yêu Phan Thành, một thiếu gia ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sau đó cả hai đã chia tay vào năm 2016. Vài năm trở lại đây, cô bị vướng vào tin đồn tình cảm với nam diễn viên Harry Lu sau khi đóng chung bộ phim 4 năm 2 chàng 1 tình yêu công chiếu vào cuối năm 2016. Hai người còn đóng chung bộ phim ngắn Tôi Là Lụa vào năm 2018. Và mới đây nhất, Midu đã dập tắt mọi tin đồn. Vào ngày 22 tháng 4, Midu hé lộ khoảnh khắc trong bộ ảnh cưới được thực hiện tại Paris hồi đầu năm. Bên cạnh đó,
Midu cũng xác nhận sẽ lên xe hoa vào ngày 29 tháng 6. Được biết, chồng sắp cưới của Midu là một doanh nhân thành đạt. Midu chưa công khai hình ảnh, thông tin về chú rể vì muốn chọn thời điểm thích hợp để không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc. Theo diễn viên, chồng cô là một người hiền lành, tử tế và ấm áp và là một doanh nhân thành đạt.